Chiều qua, Sư đoàn Bộ binh 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo về trận vận động tập kích xã hội Đồng Tràm và tìm kiếm thông tin liệt sĩ tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Đại tá Lê Lương Quyền, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 7 và Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đồng chủ trì hội thảo. Đầu tháng 5 năm 1968, hai tiểu đoàn Úc thuộc lực lượng đặc nhiệm số 1 quân đội Hoàng gia Úc tới khu vực Tân Uyên thiết lập 3 căn cứ, gồm căn cứ hỏa lực Koran, FSB Koran tại khu vực xã hội, căn cứ Banboran, FSB Banboran tại Bình Mỹ, đồng bào Tràm hay còn gọi là Bào Hang, và căn cứ hỏa lực Kuri, FSB Kuri tại sở Bà Đầm. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 năm 1968, Trung đoàn 141, Trung đoàn 165 của Sư đoàn 7 và bộ đội địa phương đánh căn cứ Banboran. Trong trận này, Sư đoàn 7 hy sinh nhiều cán bộ chiến sĩ và chưa xác định được con số chính xác. Sau khi có thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã 9 lần phối hợp sử dụng các lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm liệt sĩ. Kết quả sau 20 năm tìm kiếm, đến ngày 5 tháng 4 năm 2024, tại vị trí hố bom thứ 5, lực lượng tìm kiếm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát hiện quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ, 20 bình tông, 17 đôi dép cao su và nhiều di vật khác. Hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng đào thăm dò, mở rộng khu vực xung quanh để tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các hố bom khác. Tại hội thảo, các cựu chiến binh trực tiếp tham gia trận đánh này đã cung cấp làm rõ thêm những thông tin về trận đánh, cũng như cán bộ chiến sĩ của hai trung đoàn đã hy sinh tại khu vực này để tìm kiếm thông tin liệt sĩ.